Tiền ảo là gì? Cùng khám phá các loại tiền ảo phổ biến nhất hiện nay nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thế giới tiền ảo đấy, thú vị. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy comment cho tôi biết bạn nào đã từng nghe qua về Bitcoin, Ethereum hay thậm chí là Dogecoin nào. Trong video này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về những loại tiền ảo phổ biến nhất thôi nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Nhớ ấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới nha. Và đầu tiên, xin giới thiệu với các bạn Bitcoin, một loại tiền tệ kỹ thuật số đã làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về tiền bạc và tài chính. Ngôi sao sáng nhất, ông vua của thế giới tiền ảo, Bitcoin không chỉ là một loại tiền tệ mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và tiến bộ công nghệ. Bitcoin được tạo ra bởi một người hoặc một nhóm người bí mật với cái tên cũng bí ẩn không kém, Satoshi Nakamoto. Danh tính của Satoshi vẫn là một bí ẩn lớn và điều này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của Bitcoin. Năm 2019, cả thế giới bất ngờ với sự xuất hiện của một thứ gì đó thật sự đột phá, thật sự khác biệt. Bitcoin đã mở ra một kỷ nguyên mới cho tiền tệ và tài chính. Bitcoin không giống như tiền mặt mà chúng ta vẫn hay dùng. Nó chỉ tồn tại trên Internet, được kiểm soát bởi một mạng lưới máy tính khổng lồ trên toàn thế giới. Mạng lưới này đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được xác minh và bảo mật. Không ngân hàng, không chính phủ, Bitcoin như một làn gió mới thổi vào hệ thống tài chính truyền thống. Nó mang lại sự tự do và quyền kiểm soát tài chính cho người dùng. Nhưng có điều gì khiến Bitcoin đặc biệt đến vậy? Điều gì đã làm cho nó trở thành một hiện tượng toàn cầu? Đó chính là công nghệ blockchain, thứ công nghệ cốt lõi tạo nên Bitcoin. Blockchain không chỉ là nền tảng của Bitcoin, mà còn là một công nghệ có tiềm năng thay đổi nhiều lĩnh vực khác. Blockchain giống như một cuốn sổ cái công khai, ghi lại tất cả các giao dịch Bitcoin đã được thực hiện. Mọi giao dịch đều được ghi lại một cách minh bạch và không thể thay đổi. Ai cũng có thể xem cuốn sổ này, nhưng không ai có thể thay đổi nó. Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho mọi giao dịch. Hãy tưởng tượng blockchain như một chuỗi các khối. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch. Các khối này được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, tạo thành một chuỗi không thể tách rời. Khi một giao dịch được thực hiện, nó sẽ được thêm vào một khối mới và được liên kết với các khối trước đó, tạo thành một chuỗi không thể tách rời. Điều này làm cho blockchain trở nên cực kỳ an toàn và khó bị tấn công. Chính vì tính chất phi tập trung và bảo mật cao, Bitcoin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nhiều người đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của Bitcoin và quyết định đầu tư vào nó. Giá trị của Bitcoin đã tăng lên rất nhanh, từ vài cent vào năm 2019 lên đến hàng chục ngàn đô la vào thời điểm cao nhất. Sự tăng trưởng này đã làm cho nhiều người trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, Bitcoin cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có những người tin rằng Bitcoin là tương lai của tiền tệ, nhưng cũng có những người cho rằng nó chỉ là một bong bóng tài chính. Nhiều người cho rằng Bitcoin chỉ là một trò đầu cơ, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Họ lo ngại rằng giá trị của Bitcoin không bền vững và có thể giảm mạnh bất cứ lúc nào. Mặc cho những tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Bitcoin đã tạo ra một cuộc cách mạng trong thế giới tài chính. Nó đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về tiền bạc và mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển công nghệ. Nếu Bitcoin là ông vua của thế giới tiền ảo, thì Ethereum chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng đế. Không chỉ vì giá trị của nó, mà còn vì những tiềm năng và ứng dụng rộng lớn mà nó mang lại. Ethereum không chỉ là một đồng tiền ảo, mà còn là một nền tảng khổng lồ cho các ứng dụng phi tập trung, hay còn gọi là dApps. Những ứng dụng này có thể thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ và dữ liệu hàng ngày, được tạo ra bởi Vitalik Buterin, một thiên tài trẻ tuổi người Nga. Vào năm 2015, Ethereum đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ và tài chính toàn cầu. Ethereum đã nhanh chóng trở thành đối thủ nặng ký của Bitcoin, không chỉ về giá trị thị trường mà còn về sự đổi mới và tiềm năng ứng dụng. Vậy Ethereum có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Chúng ta sẽ khám phá những yếu tố làm nên sự khác biệt của Ethereum so với các đồng tiền ảo khác. Đầu tiên, Ethereum cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung, hoạt động độc lập, không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai. Điều này mở ra một thế giới mới của sự tự do và sáng tạo trong công nghệ. Các ứng dụng này có thể là trò chơi, mang lại trải nghiệm mới mẻ và minh bạch cho người chơi, mạng xã hội, giúp người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình, sàn giao dịch, nơi các giao dịch được thực hiện một cách an toàn và nhanh chóng, hay bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. Khả năng là vô tận khi bạn có thể tưởng tượng và xây dựng trên nền tảng này. Thứ hai, Ethereum sử dụng hợp đồng thông minh, một loại hợp đồng kỹ thuật số tự động thực hiện khi các điều khoản đã được đáp ứng. Đây là một bước tiến lớn trong việc tự động hóa và bảo mật các giao dịch. Hợp đồng thông minh giúp loại bỏ sự cần thiết của bên thứ ba, giúp giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và minh bạch hơn.
Điều này đặc biệt quan trọng trong các giao dịch tài chính và pháp lý. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hợp đồng thông minh để mua bán nhà đất mà không cần thông qua luật sư. Quá trình này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu chi phí. Hợp đồng sẽ tự động chuyển quyền sở hữu cho bạn khi bạn thanh toán đầy đủ. Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho cả hai bên tham gia giao dịch. Thứ ba, Ethereum có một cộng đồng phát triển đông đảo và năng động. Cộng đồng này không ngừng tìm kiếm và phát triển những giải pháp mới, đẩy mạnh sự tiến bộ của công nghệ blockchain. Hàng ngàn nhà phát triển trên toàn thế giới đang ngày đêm xây dựng các ứng dụng và giải pháp mới trên nền tảng Ethereum. Sự hợp tác và chia sẻ kiến thức trong cộng đồng này là một yếu tố quan trọng giúp Ethereum phát triển. Với tiềm năng to lớn của mình, Ethereum được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Không chỉ là một đồng tiền ảo, Ethereum còn là nền tảng của những đổi mới và sáng tạo không ngừng. Bây giờ hãy cùng đến với một cái tên có phần nghiêm túc hơn một chút, đó chính là Ripple. Ripple không chỉ là một đồng tiền ảo mà còn là một hệ thống thanh toán toàn cầu. Nếu Bitcoin và Ethereum muốn thay thế hệ thống tài chính truyền thống, thì Ripple lại muốn hợp tác với nó. Điều này tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận và mục tiêu của Ripple so với các đồng tiền ảo khác. Ripple được phát triển bởi Ripple Labs Inc. vào năm 2012 với mục tiêu tạo ra một hệ thống thanh toán quốc tế nhanh chóng, rẻ và hiệu quả hơn so với hệ thống hiện tại. Hệ thống này không chỉ giúp các ngân hàng mà còn các tổ chức tài chính khác thực hiện giao dịch một cách dễ dàng. Điểm đặc biệt của Ripple là nó tập trung vào việc kết nối các ngân hàng và tổ chức tài chính với nhau, giúp họ thực hiện các giao dịch quốc tế một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Điều này có thể giúp các ngân hàng tiết kiệm hàng triệu đô la mỗi năm. Thay vì sử dụng công nghệ blockchain như Bitcoin hay Ethereum, Ripple sử dụng một công nghệ khác gọi là số cái phân tán, DLT. Công nghệ này cho phép các giao dịch được xác minh một cách nhanh chóng và an toàn. Số cái phân tán của Ripple cho phép các ngân hàng xác minh giao dịch với nhau một cách nhanh chóng và an toàn, mà không cần phải thông qua một bên trung gian nào. Điều này không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn giảm thiểu rủi ro. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí giao dịch, đồng thời tăng cường tính minh bạch và bảo mật. Các ngân hàng có thể theo dõi và kiểm tra các giao dịch một cách dễ dàng hơn. Hiện nay, Ripple đã và đang hợp tác với hàng trăm ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn thế giới, trong đó có những cái tên lớn như Santander, American Express và MoneyGram. Những đối tác này đã giúp Ripple mở rộng mạng lưới và tăng cường uy tín. Mặc dù không được cộng đồng tiền ảo yêu thích như Bitcoin hay Ethereum, Ripple lại nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức tài chính lớn. Điều này cho thấy rằng Ripple có một vị trí đặc biệt trong thế giới tài chính. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế của Ripple trong việc cải thiện hệ thống thanh toán toàn cầu. Với sự hỗ trợ từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, Ripple có thể trở thành một phần quan trọng của hệ thống tài chính trong tương lai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Litecoin, một cái tên có lẽ không còn xa lạ với những ai đã quen thuộc với Bitcoin. Litecoin thường được ví như bạc so với vàng của Bitcoin, bởi vì nó có nhiều điểm tương đồng với Bitcoin, nhưng cũng có những ưu điểm riêng. Litecoin được tạo ra bởi Charlie Lee, một cựu kỹ sư của Google, vào năm 2011. Mục tiêu của Charlie Lee là tạo ra một phiên bản nhẹ hơn của Bitcoin, với tốc độ giao dịch nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Litecoin sử dụng cùng công nghệ blockchain như Bitcoin, nhưng có một số khác biệt về kỹ thuật, chẳng hạn như thuật toán băm và thời gian tạo khói. Nhờ đó, Litecoin có thể xử lý giao dịch nhanh hơn Bitcoin gấp 4 lần, và chi phí giao dịch cũng thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, Litecoin còn có một cộng đồng phát triển đông đảo và tích cực, luôn cập nhật và cải tiến mạng lưới. Mặc dù không phổ biến bằng Bitcoin, Litecoin vẫn là một trong những đồng tiền ảo lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với Cardano, một cái tên có phần mới mẻ hơn so với những cái tên đã được nhắc đến ở trên. Cardano là một nền tảng blockchain thế hệ thứ ba, được phát triển bởi Charles Hoskinson, một trong những người đồng sáng lập Ethereum. Cardano được thiết kế để giải quyết những hạn chế của Bitcoin và Ethereum, chẳng hạn như khả năng mở rộng, chi phí giao dịch và tính bền vững. Cardano sử dụng một kiến trúc hai lớp độc đáo, bao gồm một lớp cho việc xử lý giao dịch và một lớp cho việc thực thi hợp đồng thông minh. Điều này cho phép Cardano đạt được tốc độ xử lý giao dịch cao hơn và chi phí thấp hơn so với Bitcoin và Ethereum. Ngoài ra, Cardano còn sử dụng một ngôn ngữ lập trình mới gọi là Haskell, được cho là an toàn và bảo mật hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác. Cardano cũng rất chú trọng đến tính bền vững. Mặc dù còn khá non trẻ, Cardano đã cho thấy tiềm năng to lớn của mình
và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng blockchain hàng đầu trong tương lai. Wow, thật là một hành trình thú vị vào thế giới tiền ảo phải không nào? Từ Bitcoin, Ethereum cho đến Ripple, Litecoin và Cardano, mỗi loại tiền ảo đều có những đặc điểm và tiềm năng riêng. Thế giới tiền ảo luôn thay đổi và phát triển rất nhanh. Liệu bạn sẽ trở thành một phần của cuộc cách mạng này? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về tương lai của tiền ảo bằng cách comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.